bạn đã quay trở lại với video của mình. Video này mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn về dự án của Orionic, một cái dự án về game. Mình sẽ giới thiệu cho bạn về chi tiết về cái mã thông báo của Orionic, ký hiệu có tên là Orionic và tổng cung là 600 triệu Orionic. Và họ sẽ bán 420 triệu mã thông báo này, và cái short cast đề ra là 1.000 ETH, và cái hash cap mà họ đề ra đạt được có 142.000, cái hash cap khá là cao. Đấy, và họ sẽ bán, triển khai bán trong 3 tháng này. Đây là được phân bổ quỹ của họ này. Họ sẽ dành 70% trong việc bán mã thông báo này, 15% cho marketing, cho đội ngũ team là 60% này, Adventure là 3% và cuối cùng là Ice Community là 2% nhé. Dưới đây là các ví được đề xuất bạn có thể sử dụng đồng ý của Mighty Wallet và Check Wallet. Đây là những cái về cái bonus mã thông báo để bạn có thể thấy đây. Bạn mua càng sớm thì bạn có thể được bonus càng nhiều. Tỷ lệ bonus của họ từ 40% xuống 45% này. Mã hợp đồng của mình họ, mã hợp đồng mà các bạn gửi đến để mua, gửi ETH đến để mua mã thông báo đấy. Đây là chính là cái roadmap của họ này, cái bản đồ đồng hồ của họ này. Họ đã phát triển cái dự án này từ quý 4 năm 2018 và kéo dài đây những bước phát triển của họ rất là chi tiết đến năm 2020. Dưới đây là một số những tin tức mới nhất của Orionic. Các bạn thấy là những cái bài báo tham gia khoảng 3 PR trong dự án này, như là về tiền điện tử tốt nhất cho game thủ này, một cái ngạc mới cho ngành công nghiệp game, hay là Bitcoin và điện tử là tương lai đến tiếp về khổng lồ đang ngủ, thì các bạn có thể tìm hiểu như này đây nhé. Ngoài ra thì dưới này thì là một số những cái trang mạng xã hội của Orionic, như là Twitter, Facebook, Medium, LinkedIn, vân. Các bạn có thể tìm hiểu thế này. Ngoài ra thì các bạn có thể theo dõi dễ trắng này và white paper của họ này, để các bạn có thể có những cái nhìn tổng quan hơn về cái dự án này. Để bản thân mình thì sẽ không giới thiệu sâu về bản white paper này vì nó tương đối là dài. Đây, như bạn thấy thì nó dài 23 trang. Đây là version 1.0 và nó phản ánh được những cái tiềm năng, cái mặt tích cực, ưu điểm của dự án này. Như là cái dự án này nó sẽ chạy trên cái nền tảng gì này. Đấy, nó có nó có những cái ưu điểm này, cái cách vận hành của nó ra sao. Đấy, mã thông báo được một tin như thế nào thì các bạn có thể xem vào đây, bạn có thể đánh giá được. Đấy, ví dụ như ở đây một mã thông báo, một ETH sẽ bằng 2.941 mã thông báo OIS, và một mã thông báo OIS sẽ tương ứng với 0.1 đô la. Đấy, các bạn phải đầu tư tối thiểu là 0.1 ETH đây. Đấy. Đó, họ giới thiệu rất là chi tiết rõ ràng ở đây thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây nhé. Đây là những cái thứ tự về cái bonus của họ này. Đấy, 40% giai đoạn đầu kéo dài cho đến giai đoạn thứ 7 và 0%. Thì trên đây là một số những giới thiệu của mình về cái dự án của Orionic. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở tiếp theo. Chào tạm biệt.